Dạ thưa ông, con tên là Đoàn Ngọc Thanh, năm nay con 9 tuổi. Con xin hỏi ông vài câu hỏi ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ con thấy các cô chú anh chị tu thiền tông thì không còn mê tín nữa, sống rất khoa học và hiểu biết rất nhiều. Con thì còn nhỏ cũng muốn tu thiền tông để hiểu biết nhiều như các cô chú, và con muốn được giải thoát thành Phật. Có được không ạ, thưa ông? Bây giờ đó tuổi nào cũng vậy, nhưng mà con phải thực hiện cho đúng. Thứ nhất á, con phải nghiên cứu về cái thiền tông này phải cho đúng, chứ còn con đừng có tu liền, đừng có nhào vô liền. Con phải nghiên cứu cho kỹ cho đúng rồi con mới nhào vô, thấy không? Chứ con còn nhỏ vô mà sơ sót một chút á thì không có được. Ông nói cho con biết là con giống như đi máy bay vậy, đi mà đi qua nước này về nước kia chơi mà không tới làm sao? Tới ngoài biển đó. Phải cho kỹ, cái gì cũng được nhưng mà dưới điều kiện con phải tìm hiểu cho kỹ, thật kỹ, tu cho đúng thật đúng thì mới tu, còn không tu thôi, thấy không? Chứ đừng có thấy hay quá là nhào vô coi chừng cả con. Giống như con đem rắn vô nhà đây, thấy rắn này đẹp quá đem vô 24 tiếng là nó giết con á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con thấy vào ngày thứ bảy hay chủ nhật có rất nhiều cô chú đi chùa lạy Phật, đốt nhang rất nhiều. Mà sao con thấy chùa Thiền Tông không có ai lạy Phật, đốt nhang hết vậy thưa ông? Bây giờ đốt nhang là gì? Đốt nhang là cầu khẩn. Mà ông Phật đâu cho cầu ổng đâu đốt làm chi. Thấy không? Còn cái chùa nào mà đốt nhang đó là chùa ta tu vật lý, ta cầu khẩn. Cầu khẩn thì thánh giúp người ta. Còn đạo Phật tu, đạo Phật là thành Phật không cầu ai hết. Ai cũng có Phật tánh. Tôi có Phật tánh, tôi tạo công đức tôi về thành Phật. Còn nếu mà ở đây mà tôi tạo phước đức đó, thành tiên, thành trời gì đó. Còn tạo ác, tạo công đức âm thì thành người. Có vậy thôi. Mình phải hiểu cái này, con phải hiểu cái này. Con nghiên cứu sách Thiền Tông lại cho kỹ. Đọc hết mười mấy quyển này cho kỹ, thật kỹ. Chừng nào quyển giáo lý ra, con đi xin một quyển con đọc. Vì quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông nó nói rõ ràng và chi tiết. Mà nói toàn thứ lớp đàng hoàng, khó quên lắm. Còn hiện giờ giải đáp là được, giải đáp là ai hỏi gì giải đáp cái nấy, không? Nó không có thứ lớp. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con nghe ông giải đáp là tánh Phật từ Phật giới vào tâm giới mượn thân và tánh người tạo ra công đức. Vậy tánh Phật từ đâu mà ra mà có thưa ông? Ở trong thế giới này nè, tánh Phật đó là như một vi tử sáng. Nó nhỏ hơn cái nguyên tử luôn á, thấy không? Vi tử sáng, thấy nghe nói biết. Bên Phật giới nó không có định, nó không có đi được, nó dao động nó đi, nó lăn lăn giống như vậy. Vậy con có nghe thấy biết cái trứng cá không? Nó không có đi được. Thấy kim thân Phật á, ông đi nhanh quá mà ông có cái hình tướng đẹp quá. Bây giờ giờ sao tôi có sao? Nãy giờ muốn ấy thì một kim thân Phật phải dẫn vô trong thế giới rồi người này mượn thân người, tánh người để tạo công đức đem về đây thì nó sẽ bằng, nó có một cái kim thân Phật thì mới vô. Nhưng mà vô đây bị tánh người vô, mà vô là làm mướn cho tánh người, tánh người nó sai cái gì thì tánh Phật phải làm ở đấy. Vì thế mà không tạo công đức được, không về được là cái lý do này. Vì tánh Phật ở trong cái Phật giới á, ông Phật nói là đem 10 1 tỷ cái số cát sông Hằng ra mà đếm á thì cái tánh Phật nó vẫn còn nhiều hơn cái một số cát của 1 tỷ sông Hằng nữa. Con suy nghĩ sao, con đếm nổi không? Thường một thúng cát con đếm không nổi chứ đừng nói mà 1 tỷ cát của sông Hằng. Mình nói sông Hằng giống như nói sông Cửu Long của mình đi, thấy không? Làm sao biết được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con biết trái đất do ông trời Thứ Thiên Dương tạo ra. Vậy ai tạo ra ông trời Thứ Thiên Dương vậy thưa ông? Bây giờ trong tam giới thì nó đúng ra điều hành tam giới thì do mấy ông trời Tứ Thiên Dương ông tạo, ông điều hành thôi. Để ông thuộc về cõi trời dục giới rất mạnh. Trái đất này mà nó bao nhiêu tỷ 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 tấn mà ông còn bắt nó quay được thôi, ăn thua gì, thấy không? Còn tạo ra cái chuyện đó nó là sâu xa nữa. Con lớn rồi, con Phật nhãn con mở ra con thấy hết.
Phật nhãn con mở ra là con thấy hết những cái chuyện gì trong thế gian này, thấy không? Còn bây giờ trả lời cho con thì cũng không biết trả lời sao, không biết con có tiếp thu nổi không, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi.